Xin được kính chào quý anh chị em thân mến, thưa quý anh chị em. Ông Lăng năm nay đã lục tuần và làm chủ một xưởng gỗ lớn, đã có hai đời từng trải qua cái nghề làm mộc. Ông có một đứa con trai tên là Hùng và ông muốn con của mình nối nghiệp của cha. Nhưng cơn gia biến đã xảy tới, tất cả đều bắt nguồn từ sự nuông chiều và sự giáo dục của gia đình đối với đứa con trai độc đinh này. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện của tác giả Dũng Thái. Xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. mặt trời đã lên trên thiên đỉnh. Cái ánh nắng gay gắt khiến cho tâm trạng của ai cũng đều trở nên khó chịu hơn. Bên trong sườn gỗ được lợp bằng mấy lớp tôn cách biệt cũng chẳng khá lên là mấy. Nhiệt độ có lúc lên tới gần 40 độ C. Đó chính là sườn gỗ của ông Lăng. Dân ở đây thường gọi là Lăng Mộc. Hôm nay, vì có mấy nhân công xin nghỉ làm, cho nên đích thân ông phải xuống xưởng để cùng những nhân công khác làm cho kịp tiến độ Lăng Mộc năm nay cũng đã ngoài lục tuần Sức cũng đã yếu Tay nghề cũng không có còn được như trước Nhưng dưới chướng của ông đến giờ Vẫn còn 4 đến 5 người cùng nhau làm việc ấy thế nên cái xưởng vẫn có hoạt động khá năng suất Cả Lăng Mộc cùng mấy người đang làm thì bỗng nhiên bị cúp điện Lúc đầu đã nóng Bây giờ lại càng nóng thêm Lăng Mộc cố nán lại đục thêm mấy cái đường Nhưng không ngờ mồ hôi đã đổ nhiều quá Khiến cái đục trong tay của ông đã văng ra May mắn là không có bị rơi trúng chân Lăng Mộc bực mình Đứng dậy rồi nói Thôi đi Mọi người nghỉ tay một chút Chiều rồi làm tiếp Cứ thế Lăng Mộc ra khỏi xưởng Kẹo thêm một con ngõ Rồi đi thẳng vào trong nhà Rồi đi tuốt vào bên phòng của đứa con trai Nhìn thấy cái cảnh tượng thằng con duy nhất giờ này vẫn còn ùm chăn ngủ trong cái tiết trời chảy mỡ. Lăng Mộc điên tiết hét lên. Giờ này mà mày vẫn còn chùm chăn ngủ được hả Hùng Mày không giúp được gì cho cái nhà này Đắt đành như vậy Còn muốn chọc điên tao hay sao chứ Đúng là cái đồ vô tích sự Nói thế mà mày vẫn còn nằm được hay sao chứ Từ từ trong đống chăn Hùng vùng vằng cáu gắt đứng dậy Hắn lim dim đôi mắt Bước ra bên ngoài lẩm bẩm Lão già rạch việc Đang ngủ ngon Suốt ngày chỉ biết cào cái miệng lên chửi bới người khác Lăng Mộc mặc dù vẫn còn nghe thấy những cái lời đứa con trai vừa nói nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Bởi lẽ ông đã quá quen với thái độ của Hùng. Giờ còn nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là gãi tai cho hắn mà thôi. Không riêng gì lăng mộc mà người ở cái tròm này ai cũng nghe đến cái tên Hùng cũng đều ngán. Ai ai cũng biết hắn là đứa con duy nhất nên dù có thế nào thì lăng mộc cũng vẫn phải cắn răng chịu nước. Hắn cũng bởi thế vậy mà hắn mới hư đốn. Hắn không ở nhà thì đã đành còn mỗi lúc ở nhà thì thể nào gia đình của hắn cũng cãi nhau to, chẳng có bữa cơm nào là đầm ấm, trừ phi hắn vắng nhà. Bà Mỹ, mẹ của hắn thì cũng bất lực lắm, suy cho cùng thì tất cả cũng là lỗi của bà. Bữa cơm hôm nay cũng vậy, hắn vừa đặt đít xuống ghế thì Lăng Mộc bắt đầu cảm giảm, hắn định xách đít lên để đi đến chỗ khác, thoát khỏi những cái lời khó nghe thì lần này lại tới lần khác. Lăng Mộc không thể để cho hắn đi như vậy mà liền nói Mày chưa ăn mà định đi đâu vậy? Ngồi xuống đó, tao có chuyện muốn nói với mày đây. Hùng đưa mắt sang nhìn mẹ của hắn. Có lẽ đầu đó trong thâm tâm của hắn vẫn còn có một chút nể bà Mỹ. Thấy ánh mắt của bà Mỹ có vẻ buồn, hắn đành thở dài một hơi rồi ngồi xuống. Giọng của lăng mộc cất lên. Tao nói cho mày biết. Từ hôm nay, mày đừng có mà mơ đi chơi với cái bọn đầu xanh đầu đỏ nữa. Mày phải xuống dưới sưởng và bắt đầu học công việc. Không ai nuôi mày mãi như thế vậy đâu Nghe chưa Hùng vội đặt mạnh bắt cơm xuống Hắn nhả hết toàn bộ cơm ở trong miệng ra Rồi đáp ngay Con không làm Sao cứ bắt con làm mấy cái chuyện con không thích thế nhỉ Lăng Mộc nghe đứa con trai nói có vẻ dứt khoát Ông ta đỏ mặt gay gắt Mày cứ thử không làm hay xem Từ nay mày sẽ không nhận được một khoản tiền tiêu vặt nào Từ cái gia đình này hết Mày nghe rõ chưa Hùng nghe xong mấy câu như vậy thì cũng có phần hơi sợ bởi từ trước tới giờ, mỗi tháng hắn đều ngửa tay xin tiền của cha hắn. Lâu lúc thiếu thốn, còn xin thêm cả mẹ để ăn chơi, tiêu xài. Nếu mà từ nay không có còn các nào nữa, thì quả thực với hắn mà nói chẳng khác gì là ngồi tù. Hắn vội đưa mắt sang nhìn bà Mỹ, rồi ra vẻ buồn thiêu để cầu cứu. Cứ tưởng mẹ của hắn sẽ giúp, nhưng không ngờ bà lại nói. Cha còn nói đúng đấy. Sản nghiệp nhà ta là cái xưởng gỗ bây giờ cha cũng đã già yếu rồi con phải học nghề để mà nối nghiệp chứ nếu không sau này ai quản xưởng gỗ đây nghe mẹ cố gắng theo cha ít năm sau này khi đã thành thạo rồi thì mới quản được nhân công nói người ta mới chịu nghe được không ạ à, con hùng nặng mặt rồi cúi xuống dưới bàn người mà hắn hy vọng nhất bây giờ cũng đã nói với hắn như vậy thì quả thật là hắn cũng chẳng còn cách nào khác đành ngậm ngùi chấp nhận sau bữa cơm đó hắn cùng cha xuống dưới sưởng học việc mang tiếng con trai của chủ xưởng mộc giỏi nhất cái vùng này nhưng suốt hai mấy năm hắn vẫn chưa biết đến cái máy đục đến cái máy tiện nó tròn méo ra làm sao hắn bây giờ chẳng khác gì là một đứa trẻ vừa bập bẹ học cái gì cũng chẳng biết cái gì cũng phải hỏi buổi đầu tiên với hắn mà nói chẳng khác gì là một buổi tra tấn về thể xác đến chiều tối khi tất cả mọi người nghỉ thì hắn cũng vậy. Hắn lững thững từng bước, từng bước mệt mỏi ra khỏi xưởng gỗ. Bây giờ hắn chỉ muốn nằm ngay ở lên trên chiếc giường quen thuộc, chứ không có còn sức lực để nghĩ tới những điều khác nữa. Ra đến cửa, hắn bắt gặp một cô gái đi một chiếc xe ga đời cũ đang đứng ở phía bên kia đường. Hắn như bị vẻ đẹp của cô gái đó hớp hồn, thoáng quên đi những cái ngày mệt mỏi. Đang định bụng bước sang làm quen, thì bất chợt hắn nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc đã đến chỗ cô gái trước hắn, đó không ai khác chính là Tú, nhân công xưởng gỗ nhà hắn. Nhìn những cử chỉ của cả hai dành cho nhau, hắn mới biết đó đích thị là người yêu của Tú. Thoáng hắn thấy hơi cay, nhưng liền nở một nụ cười gian xảo rồi quay mặt lặng lặng bước đi trở về nhà. Sáng ngày hôm sau, Hùng thức dậy với một thân thể ỏe oải, có lẽ là vì kết quả của việc cật lực ở xưởng ngày hôm qua thế nhưng hôm nay hắn vẫn không có được nghỉ mà vẫn bị cha hắn lôi xuống dưới xưởng để tiếp tục học việc ban đầu hắn có vẻ rất khó chịu nhưng khi nghĩ tới cô gái hôm qua đứng ở bên đường cùng tú hắn cảm thấy có phần có động lực hơn tranh thủ giờ nghỉ hắn lao vào làm quen với tú về công việc hắn có vẻ hơi chậm chạp nhưng nói về cái khoản xã giao thì khỏi phải bàn bởi xưa nay hắn đều vậy chơi bời nhiều Đâm ra cái khoản này rất tốt Thế nên Chẳng mấy chốc hắn cũng đã trở nên thân thiết hơn với Tú Còn Tú thì chẳng mày may suy nghĩ quá nhiều Chỉ cho rằng Hùng đang thay đổi Và đang làm mọi cách Để công việc có thể được tốt hơn Vài ngày sau Tú nhẹ dạ tin lời của Hùng Dẫn hắn về phòng chơi Với cái cớ để biết chỗ của Tú đang ở Tới phòng trọ nơi Tú đang ở Hắn vác một thùng bia cùng với mấy đĩa mồi nhậu để thể hiện độ chịu chơi của hắn riêng tú anh thấy rất vui bởi từ trước tới nay anh cứ nghĩ hùng xấu xa cho đến hôm nay anh mới nhận ra rằng cái xấu xa mà mọi người nói chẳng qua cũng chỉ vì không có vừa mắt với những việc hùng làm mà thôi nhưng mà hùng thì không để ý nhiều đến mấy chuyện này mục đích của hắn đến đây là lần này là để xác nhận ngân quả nhiên khi hắn đang loay hoay cùng tú dọn mấy đĩa mồi thì Ngân từ trong nhà tắm bước ra. Vì cứ ngỡ là chỉ có mỗi tú nên cô vẫn cứ phong cách ăn mặc mát mẻ như thường ngày. Để khi nhìn thấy Hùng thì cô mới bối rối, đỏ mặt ngượng ngùng chạy vào thay lại bộ quần áo khác. Đối với Hùng, hắn không hề bỏ lỡ một khoảnh khắc nào hết. Mặc dù hắn tỏ ra không quan tâm mấy, nhưng thực ra hắn đã nhìn thấy Ngân, một cô gái xinh đẹp dễ thương không có kém phần quyến rũ, đặc biệt là trong một bộ đồ mát mẻ giống như bàn nãy vậy. Một lúc sau, Ngân lại bước ra, lần này cô đã diện cho mình một bộ đồ dài, kín đáo. Cô đứng khép nép sau lưng của Tú, cô rẽ mái tóc rồi ngượng ngùng nói: "Ờ em em xin lỗi. Em không biết hôm nay nhà có khách ạ." Rồi cô dúi vào tay của Lưng Tú mà nói: "Mà cũng tại anh đấy, dẫn bạn về nhà mà không hề nói với em một tiếng nào Cũng chẳng có dặn dò em chuẩn bị gì hết Tú cười cười rồi kéo Ngân ngồi xuống kế bên à, Có sao đâu mà nhân đây cũng giới thiệu với em luôn Đây là anh Hùng là bạn của anh cũng là chủ xưởng gỗ tương lai đấy Rồi anh nắm lấy tay của Ngân nói với Hùng Còn đây là Ngân người yêu của tao Bọn tao sống chung cũng hai năm nay rồi Chẳng giấu gì mày Chứ bọn tao cũng định cuối năm nay là sẽ cưới Nếu có thời gian Lúc đó sẽ sắp xếp xuống quê bọn tao trời đấy nha Hùng cười khoái chí Hắn gật đầu liên lịa Nhưng mà có vẻ chẳng để ý đến mấy cái lời của Tú Mà chỉ nghĩ đến cái bộ dạng của Ngân ban nãy Quả thật Suốt bao nhiêu năm Đây là lần đầu tiên Hắn không có thất vọng về cái đôi mắt của hắn Nhìn lần đầu tiên Đã nhìn trúng bằng Ngân Một cô gái phải nói là hội tụ tất cả mọi thứ tốt đẹp Của một người con gái Sau đó Bữa tiệc cũng bắt đầu cả ba vừa nói chuyện vừa ăn uống một cách rất nhiệt tình. Riêng Ngân vì là con gái nên sau mấy lon, cô cũng xin phép đứng dậy, nhường chỗ cho Hùng và Tú tiếp tục nhậu nhẹt. Về khoản ăn chơi nhậu nhẹt mà nói, Hùng chẳng xa lạ gì, cho nên tới lúc Tú đã không còn tỉnh táo được nữa thì hắn vẫn còn đủ sức để suy nghĩ mọi việc. Cho tới gần tối, khi mà Tú dường như không có trụ được nữa thì anh mới nói với Hùng. Ơi, thôi, Uh, Tao xin, xin chịu uh, Mày còn được thì cứ tiếp tục cứ Tiếp đi nha Nói xong Tú nằm đánh ngựa ra Mắt thì nhắm nghiền Cười cười với cái vẻ rất khoan khoái Hùng thấy vậy Nở một nụ cười nhách mép Rồi đứng dậy tiến tới căn phòng Nơi mà Ngân đang nghỉ ngơi Mặc dù chưa say Nhưng những cử chỉ của Hùng vẫn chẳng được như ý muốn nữa Hắn va bên này vấp bên kia rồi đụng thẳng vào cánh cửa phòng của Ngân khiến một tiếng động đã vang lên. Bên trong, Ngân nói vọng ra. Anh Tú phải không? Anh cứ để đấy, rồi em dọn cho. Anh mau đưa bạn về đi. Hùng nghe thấy vậy thì biết Ngân vẫn còn tỉnh. Còn hắn thì bây giờ đã chạm vạng rồi. Cho nên đành lùi thổi quay lại chỗ nhậu. Giả vờ nằm ngủ. Hắn thấy tiếc nuối. Nhưng chẳng thể nào làm khác được. Bây giờ có giờ cho gì cũng không có đủ tỉnh táo nữa. Chốc sau, Ngân đã quay ra, thấy cả Tú lẫn Hùng đều nằm bất động ở giữa nền nhà. Cô đã vội đánh thức Tú, vừa lay người vừa gọi. Anh Tú, anh Tú ơi, anh dậy đi, sao lại say mềm ra như vậy rồi chứ? Thấy giọng của Ngân mãi không dứt, Hùng vờ cựa quậy rồi mở mắt ra, gã ngáp dài ngáp ngắn rồi nói. Ừ, Ngân đây à, ừ, anh, anh xin lỗi nha, ừ, tại hôm nay, hôm nay vui quá ngân cười trừ rồi đáp dạ vâng có sao đâu anh anh cứ ở đây đợi em một chút để em gọi anh tú dậy đưa anh về cho an toàn hùng vội ngồi dậy hắn khua tay ấy 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 không cần đâu tú nó say như vậy rồi cứ để nó ngủ đi mắc công đưa anh về mệt nó còn chưa kể nguy hiểm ra nữa anh ngồi đây lát anh sẽ tự về được em không cần phải lo em cứ làm việc của em đi ngân vừa dọn đống lon bia vừa ái ngại nhìn hùng, vừa tiếp xúc với hùng, nhưng cô đã dành cho hùng rất nhiều thiện cảm, mà cô không hề hay biết hắn khác hẳn với những gì mà cô đang nghĩ. Cô tiếp tục công việc dọn dẹp rồi đưa tú vào bên trong nằm nghỉ ngơi. Sau một lúc thì quay ra thì đã không còn thấy hùng đâu nữa, loanh quanh tìm một lúc đoán được là hùng đã về, cô mới yên chí đi vào. Sáng ngày hôm sau tú vẫn đi làm bình thường anh càng lúc lại càng tin tưởng hùng và quý trọng cái cách sống của hùng nhưng anh không hề hay biết mục đích của hùng đáng sợ đang nằm ở phía sau còn hùng thì càng lúc lại càng say đắm cái vẻ đẹp của ngân hơn cứ nghĩ tới cái dáng vẻ gợi cảm của ngân ngày hôm qua khiến cho hắn không thể tài nào chịu nổi được cái con thú đang trỗi dậy bên trong người của hắn bởi vậy mà tham vọng sở hữu cô gái kia của hắn lại ngày càng lớn lên cho tới một ngày hôm đó mọi công việc ở xưởng vẫn diễn ra một cách bình thường nhưng hắn không tới học việc mà xin cha hắn nghỉ ngơi một hôm vì việc cá nhân nhận thấy mấy ngày nay hắn cũng chịu khó học hành nên bà mỹ cũng đã có nói với cha của hắn cho hắn nghỉ ngơi một hôm để mà lấy lại tinh thần cũng chẳng biết hôm đó tính toán chuyện gì nhưng vừa xin phép xong thì hắn đã nai nịt đàng hoàng rồi đi xuống xưởng lúc đó Ai nấy cũng đều đang cặm cụi với đống công việc Nên chẳng ai để ý đến hắn Còn hắn thì cứ lảng vảng Tới mấy cái bàn uống nước Rồi nhanh tay với lấy một chiếc điện thoại Rồi quay ra bên ngoài Cầm chiếc điện thoại trên tay Hắn vội nở một nụ cười gian xảo Rồi màn hình chiếc điện thoại đã tự sáng lên Trong đó là hình ảnh của Tú và Ngân Thì ra đây là chiếc điện thoại của Tú Sau đó Hắn vội vàng lấy chiếc xe máy ra chạy thẳng tới phòng trọ nơi mà ngân đang ở vừa tới hắn hít sâu sốc lại tinh thần rồi vừa gõ cửa vừa gọi ngân ơi em có nhà hay không ngân sau mấy hồi gọi mới thấy ngân lóc ngóc ra mở cửa vừa thấy hùng cô tỏ vẻ ngạc nhiên nói ờ à, là anh hùng phải không ờ à, anh anh tới tìm em có chuyện gì hùng vẫn tỏ ra bình tĩnh hắn vừa cười vừa nói à, không phải là anh tìm em Mà là Tú muốn tìm em Ngân nhíu mày Tú tìm em Ờ Sao không nghe thấy anh ấy gọi điện thoại nhỉ Mà không biết tìm em có chuyện gì hay không Hùng vẫn để cái nụ cười ấy ở trên môi Hắn đáp ờ Chắc là điện thoại của nó hết pin Chả là thế này Hôm nay ở xưởng của anh có tổ chức một bữa vui chơi Cho mấy anh em ở trong xưởng Mà Tú thì đang bận việc chuẩn bị Nên nhờ anh tới đây chở em Mau vào thay quần áo đi anh đưa tới đó chơi cho vui ngân tỏ ra có phần ái ngại cô vừa cúi đầu rẽ tóc vừa ấp úng nói ờ, dạ tới tới đó ư ờ, nhưng mà em em ngại lắm hùng cười lớn Ôi rồi còn ngại cái gì nữa có tú ở đó rồi cơ mà với cả mấy anh em ở đó cũng đưa vợ con rồi cả người yêu họ tới em không tới là thằng tú nó tuổi lắm đấy nói đoạn không để cho ngân nói gì thêm hùng liền đẩy ngân vào bên trong vừa đẩy hắn vừa nói nào 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 đi đi mau anh đợi bữa tiệc cũng chuẩn bị bắt đầu rồi đấy trong cái hoàn cảnh đó ngân cũng không biết phải xử lý như thế nào đành gượng gạo quay vào bên trong diện đồ đẹp rồi leo lên xe cùng hùng đi tới bữa tiệc nhưng mà cô nào ngờ đó chỉ là một phần trong kế hoạch của hùng bon bon trên chiếc xe cùng hùng mãi cho tới tận một lúc sau cô mới nhận ra hùng đang chở cô đi trái đường so với con đường đến xưởng gỗ Có phần thấy lạ Cô nhẹ giọng hỏi Anh Hùng Anh nói đi đến xưởng gỗ Ờ uh, mà tại sao lại đi đường này Hùng vẫn tỏ ra điềm tĩnh Hắn nghiêng đầu đáp Thì anh đang chở em tới đó đây Tại em chưa biết đó thôi Hôm nay không làm ở xưởng Mà làm ở nhà một người Cũng làm ở trong xưởng gỗ của anh Mà em yên tâm đi Cũng sắp đến nơi rồi đấy Nghe vậy Ngân cũng có chút nghi nghi nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào nữa rồi Đành ngồi trên xe của Hùng mà chờ đợi Chạy độ thêm được 5 phút nữa Thấy Hùng kẹo vào một con ngõ khá ngoằn ngoèo Nơi mà giống như khu biệt lập với thành phố vậy Cứ cách cả trăm mét Mới thấy có một ngôi nhà nhỏ nằm trơ trọi Đến một ngôi nhà cách khá xa con đường chính Hùng quẹo vào Rồi phóng thẳng xe vào bên trong căn nhà Tiếng xe máy vừa tắt Thì có một tiếng rầm đã vang lên Ngân ngoái đầu lại thì ra là tiếng cánh cửa đã đóng lại lúc này cô mới hoảng hốt víu lấy tay của hùng rồi nói à, anh anh hùng anh đưa em tới đây làm gì vậy à, anh hùng vừa hai tay đặt lên vai của ngân rồi mỉm cười hắn nói em yên tâm cứ vào trong đi tú đang ở bên trong đợi em đấy ngân vội lắc đầu không em em không tin anh anh lừa em à hùng cười lớn hắn dùng sức kéo ngân Vừa đi rồi vừa nói Trời đất em buồn cười thật đấy Giờ đã đến đây rồi Cứ vào bên trong xem có phải hay không chứ Đi đi nào Mặc cho Ngân tỏ ra kháng cự Nhưng Hùng kéo quá mạnh khiến cho Ngân chẳng thể nào đỡ lại được Càng tiến sâu vào bên trong căn nhà Cô nàng nghe thấy tiếng nhạc sập sình Cho tới khi Hùng kéo cánh cửa phòng ra Ngân mới ngỡ ngàng nhận ra rằng Căn phòng này chẳng khác gì là một quán bar thu nhỏ Nằm giấu mình trong ngôi nhà này Tất cả những thứ từ âm thanh đèn chớp không hề thiếu một thứ gì cả ngân hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh như đang cố tìm tú mãi mà không thấy đâu lúc này thì cô mới bàng hoàng nhận ra cô đã bị hùng lừa cô sợ hãi quay đầu định bỏ chạy nhưng vừa quay lại thì cánh cửa đã đóng từ lúc nào rồi đứng trước cánh cửa là một gã to con ngáng đường khiến cho ngân càng cảm thấy sợ hãi hơn cả đám hùng có bốn đến năm tên đứa nào đứa đó nhìn cô với cái ánh mắt thèm thuồng rồi cười lên một cách man dở. Hùng là kẻ cầm đầu, hắn vội kéo Ngân ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi nói. Thôi, đã lỡ tới đây rồi, thì cứ chơi với bọn anh một bữa đi. Rồi em sẽ thấy ở bên bọn anh, sẽ vui hơn là ở bên cái thằng công nhân quèn, nhạt nhẽo đó chứ. <laughs> Ngân phản kháng, cũng không giấu nổi được cái sự tức giận, liền cho Hùng một cái tát mạnh rồi nói. Anh, anh đúng là kẻ khốn nạn, sao anh có thể lừa tôi như vậy chứ? Sao anh có thể nói dối anh Tú như vậy? bất ngờ lãnh lấy cái tát của Ngân Hùng đưa mắt nhìn đám đàn em Rồi quay lại nhìn Ngân cười lên một cách man dợ Hắn nói <laughs> Hay lắm <laughs> Được lắm Em càng dãy rửa Bọn anh lại càng kích thích <laughs> Nói đoạn Hắn định vật Ngân ra Nhưng Ngân có vẻ đã nhận thấy được điều đó liền đánh thẳng vào hạ bộ của Hùng một cú thật mạnh Rồi toan chạy ra phía cửa Hùng đã nằm vật ra đất hắn gào lên như một con thú bị trúng mũi tên, nhưng vẫn không quên hét cho đám đàn em rằng: "Bắt con đà đó lại đi, mẹ kiếp, ngọt tôi không có muốn, lại thích giòi vọt à?" Đám đàn em của hắn đã vội lao tới ôm chặt lấy Ngân. Lúc này, Hùng gắng gượng cũng đứng dậy, hắn bước tới chỗ của Ngân, rồi giang tay cho cô một cú tát khá đau. Kế đó, là hắn hét thẳng vào mặt của cô. Được lắm, để xem hôm nay cô cứng đầu đến cỡ nào chứ con chó cái độc ác Vừa nói Hắn vừa kéo Ngân về chiếc ghế sofa Rồi dúi cô ngả xuống dưới chiếc ghế Kế đó Hắn bắt đầu cởi chiếc áo ra Để lộ một cơ thể đầy dẫy những hình xăm Nhìn rất là tận Để lộ ra một cơ thể đầy dẫy những hình xăm Nhìn rất tận Ngân khiếp đảm la hét Rát cả cổ họng để cầu cứu Nhưng cô không biết rằng Căn phòng này rất kín Cho dù cô có hét cỡ nào đi chăng nữa Thì người ngoài cũng khó lòng mà nghe được hùng hà hê vứt chiếc áo sang một bên rồi lao tới ôm chặt lấy ngân ngân cố dãy giụa nhưng có lẽ chẳng có thấm vào đâu được so với sức lực của hùng đoạn hắn xé toạc cái áo của ngân đang mặc ở trên người để lộ ra một cơ thể trắng nõn nà nóng bỏng khiến cho hắn không thể nào thư thả hơn được nữa hắn vồ tới úp mặt vào hai bầu ngực của ngân nhưng cô lúc này vẫn chưa chịu khuất phục cô dùng phần sức còn lại mà cao thẳng vào mặt của hùng khiến hắn đau đớn rồi buông tay ra hắn suýt xoa cái vẻ đau đớn rồi liên tiếp đánh thẳng vào mặt của ngân mấy cái khiến cho cô choáng váng nằm bất động cũng từ đây cô buông lỏng toàn bộ cơ thể không có còn muốn kháng cự lại hùng cô chấp nhận chấp nhận số phận của cô bởi cô biết rằng dù có làm gì đi chăng nữa thì cô cũng không thể thoát khỏi cái đám bạn để tiện của hùng hùng vuốt ve thân xác của ngân Thấy cô ứa nước mắt trong cái sự bất lực Hắn cười hả hê Rồi từ từ lột sạch toàn bộ quần áo trên người của Ngân Mắt thì lừ đừ thưởng thức cái cảm giác đê mê tột độ Sau Hùng Những tên còn lại bắt đầu thay phiên nhau hãm hiếp Ngân Khiến cho cô như chết đi sống lại Khi chơi bời xong Hùng tiến tới chỗ của Ngân Hắn khẽ nói <laughs> Thế nào Bọn anh có khiến cho em thỏa mãn hơn thằng Tú hay không? Nếu thích, thì lần sau cứ alo cho anh. <laughs> đáp lại Hùng. Ngân chỉ có nằm im bất động, mắt nhìn về hướng khác, miệng của cô dường như không thể mở lời nói. Cô như đang chết dần chết mòn trong cái sự nhục nhã dơ bẩn đó. Đước mắt của cô không có ngừng trào ra, rồi bỗng một tên ở phía sau Hùng hét lên. Thôi không xong rồi, nó, nó cắt lưỡi, nó cắt lưỡi rồi kìa. Bất giác, Hùng nhìn lại thì thấy máu trong miệng của Ngân năng ọc ra như là nước xả. Hắn vội bóp miệng của Ngân để ngăn lại nhưng có vẻ như mọi việc đã quá muộn. Đôi mắt của Ngân đã trợn ngược lên, đồng tử thì giãn quá độ. Hai tay của cô buông thõng xuống dưới ghế. Hùng hồi hộp đưa tay lên mũi của Ngân để xem xem tình hình như thế nào. Thì rồi giật mình đất rụt tay lại. Đúng như hắn nghĩ, Ngân đã chết. Hắn lúc này thì đờ người ra. Mãi một lúc sau thì mới quay lại nhìn đám bạn với một ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Rồi lắp bắp nói. tôi bỏ mẹ rồi. Nó, nó cắt lưỡi chết rồi cả đám kia cũng chẳng khác hùng là mấy. Trước nay có tiếng là phá phách, nhưng dính dáng đến chuyện chết người thì đám này chưa bao giờ. Cho nên bây giờ nhìn mặt mũi của ai nấy cũng đều tái mét, chẳng còn có một giọt máu. Cả đám ngồi thẫn người một lúc rồi đưa mắt sang nhìn Hùng bởi trong chuyện này Hùng chính là kẻ đầu tiêu nên hắn phải là người có trách nhiệm lớn nhất. Chờ mãi vẫn thấy thằng Hùng có vẻ đăm chiêu. Một tên trong số đó đã ngập ngừng nói. Bị, bị, bây giờ phải làm sao đây H H hùng mày mày nghĩ cách gì đi chứ sao, sao lại cứ đần người ra như vậy hùng tỏ ra bực bội nét mặt thì có chút căng thẳng hắn chẳng biết chút vào đâu thì liền đấm mạnh lên chiếc bàn rồi nói sao bọn mày cứ ỉ vào tao như vậy chứ chuyện này cả đám cùng làm cùng gây ra cơ mà bây giờ tao nói cho bọn mày biết nếu tao có hệ trọng gì thì tụi mày cũng không có ăn ngon ngủ yên được đâu liệu liệu mà nghĩ cách đi Cả đám đâm ra lo sợ hơn Bởi ai cũng biết tội hãm hiếp Gián tiếp giết người đâu có phải chuyện đơn giản Lỡ mà có bị phát hiện Thì cả đám chỉ có đi tù mọt được không Nhìn thân sắc trần chuồng Nằm bất động trên chiếc ghế sofa Cả đám chẳng ai hé được một lời nào Sự sợ hãi đã bao trùm Cả căn phòng này Bất ngờ hung cất giọng Sao bọn mày lại im lặng như thế chứ Dù sao thì nó cũng đã chết rồi Mà tao chắc chắn rằng Bọn mày cũng như tao mà thôi chẳng có ai muốn ngồi tù cả. Bây giờ tao có cách này, nếu bọn mày chịu thì cả đám cùng làm, được thì sống, mà không thì cả đám cùng chịu. Mấy tên khác thì lao nhào, mau nói đi, đến nước này còn lòng vòng nữa. Hùng thở dài, hắn đứng dậy nhặt lấy mớ quần áo của Ngân, rồi phủ lên người của cô, đoạn hắn nói. Bây giờ là ban ngày không thể làm được, dễ bị người ta phát giác lắm. Tối nay, cứ đúng 8 giờ, tất cả lại tập trung ở đây, rồi đưa xác của nó ra sau chỗ bãi đất sau này để mà chôn đi. Chỉ cần người ở đây không ai nhìn thấy thì sẽ chẳng ai biết mà tìm tới đâu. Đến tầm này thì chẳng ai còn nghĩ khác được, đành răm rắp nghe theo sự sắp xếp của Hùng. Tối ngày hôm đó, chẳng phải đợi đến 8 giờ mà cả đám đã kéo nhau về ngôi nhà này sớm đậu hơn 30 phút trước. Bởi sự việc quá nghiêm trọng, chẳng ai có thể yên tâm mà ăn uống, hả hê khi mà cái xác của Ngân vẫn cứ chơi chọi trong cái căn phòng đó. Khi đã đông đủ, Hùng căn dặn một tên ra ngoài để mà canh chừng. Mấy tên còn lại thì cùng hắn gói cái xác của Ngân vào bao tải. Cái xác của Ngân bây giờ không có còn mềm mại như lúc chiều nữa mà đã cứng đờ đi, toàn thân thì lạnh ngắt, khiến cho cả đám đều rùng mình khi chạm tới. Sau khi gói ghém một cách gọn ghẽ... theo hiệu lệnh của tên đứng canh cửa, cả đám phụ nhau vác cái xác của Ngân bỏ lên xe máy, rồi chở đến khoảng đất cách đó không xa để mà phi tang. Tiếng quốc sẻng bắt đầu vang lên trong đêm tối Nào đến đâu thì cả đám thấp thỏm đến đó Bởi ai cũng sợ rằng trong lúc phi tang bị người ta phát hiện Chẳng ai còn biết đến cái sự mệt mỏi Bởi toàn bộ tâm trí của cả đám bây giờ Chỉ nghĩ đến cái việc làm sao có thể giấu xác của Ngân một cách nhanh chóng nhất Và không có bị ai phát giác Cuối cùng thì sau gần cả tiếng đồng hồ Cả đám chúng cũng đã phi tang chót lọt về tới nhà hùng vẫn tỏ ra như bình thường hắn không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào bởi vậy mà chẳng có ai hay biết về những chuyện hắn đã gây ra trong ngày hôm nay lại nói về tú anh bị mất điện thoại nên không thể nào liên lạc được với ngân cũng chẳng biết vì sao đến giờ này vẫn chưa thấy ngân đến đón trong lòng thì đâm ra lo sợ vội bắt xe ôm quay về phòng trọ về tới trọ thấy cánh cửa khóa ngoài tú lại càng lo lắng hơn cả ngày hôm nay anh không hề nhận được một cú điện thoại nào từ ngân điều mà chưa bao giờ xảy ra trước đó càng khó hiểu hơn là ngân chưa bao giờ tự ý đi đâu về trễ khi chưa xin phép tú tú đứng loay hoay mãi một lúc ở trước phòng trọ không biết làm gì hơn đành hỏi những người ở phòng bên cạnh đáng tiếc thay là thường ngày mấy căn phòng này luôn đóng cửa kín mít nên cũng chẳng ai biết được rõ tình hình của ngân để mà trả lời cho tú đến tầm này tú dường như đã bất lực hoàn toàn anh chỉ còn cách phá khóa đi vào bên trong rồi đợi ngân về mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua chậm rãi tú dường như cảm nhận được từng giây trôi qua từng phút trôi qua anh cứ ngồi ở chiếc ghế đợi chờ trong cái sự tuyệt vọng đến lúc quá mệt thì cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay tờ mờ sáng tú thức dậy sau một giấc mơ kỳ lạ anh mơ thấy ngân đứng trước mặt nhưng không thể nào mà gọi được cô cũng chẳng thể nào chạm được vào. Mọi thứ diễn ra giống như là cái cách mà anh đang đợi Ngân ở trong cái sự tuyệt vọng tối hôm qua. khi tỉnh hẳn phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ thì tú mới bàng hoàng nhận ra rằng Ngân vẫn chưa về. mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như ngày hôm qua. nhưng không tin vào chính suy nghĩ của mình, tú đắp vội vã đứng dậy tìm quanh khắp căn phòng cho đến khi thực sự đã không còn thấy ngân anh mới gục xuống chấp nhận sự việc đó ngày hôm đó cũng như bao ngày kế tiếp tú không đến xưởng gỗ để mà làm việc chính xác hơn là anh không còn tâm trí để mà nghĩ đến chuyện khác nữa trong đầu của tú chỉ toàn là những suy nghĩ rằng ngân đã gặp tai nạn hoặc là đại loại là cô đã chán anh và đã bỏ đi không một lời từ biệt tú đau đớn nằm ly ở trong căn phòng chẳng tiếp xúc với ai mà cũng chẳng thể cho ai vào phòng. Ngày qua ngày, Tú cứ thế sống trong nước mắt, hy vọng rằng Ngân sẽ quay trở về. Ở xưởng gỗ, từ ngày Tú bật vô âm tín thì ai cũng rất lo lắng bởi trong xưởng Tú rất được nhiều người tin yêu. Mặc dù vẫn còn là thanh niên trai tráng, nhưng Tú rất chịu khó làm lụng, khác hẳn với những người cùng trang lứa khác. Thế nhưng chẳng ai biết rõ được nhà của Tú ở đâu mà tìm để mà duy nhất chỉ có Hùng mà thôi. Chỉ có hắn mới biết và hiểu rõ toàn bộ cơ sự trong câu chuyện này Hắn vẫn tỏ ra như thường Kể từ ngày đó Vẫn ăn ngon, ngủ yên Và tin rằng mọi chuyện đã kết thúc Một tuần sau khi kể từ khi Ngân đã biến mất Tú vẫn chưa thoát khỏi cái cảnh đau lòng Đôi mắt của anh chưa một lúc nào thôi ngấn lệ Người thì sơ xác Sau những cái ngày cơm nước thất thường Tú dường như tỏ ra bất cần trước cuộc sống hiện tại lúc nào cũng bê bết trên chiếc bàn nhỏ cùng những chai rượu đã uống cạn từ lâu tú mơ mơ tỉnh tỉnh đứng dậy bước xuống căn bếp nhỏ lấy một đoạn dây thừng rồi quay lại chỗ phòng cũ có lẽ với anh mà nói không có ngân anh sống chẳng bằng chết chỉ bằng chết đi để được giải thoát nghĩ đoạn tú cố đứng vững trên chiếc ghế rồi buộc cái sợi dây thừng qua xà nhà sau đó cười như điên dại <laughs> em em là đồ tệ bạc. Sao em bỏ đi mà không nói với anh một lời nào hết vậy? <laughs> anh không có em, anh không có em, anh cũng chẳng thiết sống nữa." <laughs> dứt lời, Tú đưa đầu qua sợi dây rồi dứt khoát hất văng chiếc ghế ra, thân thể của anh nặng nề đã treo lủng lẳng. Những tiếng ho khạc vì khó thở bắt đầu vang lên. Tú đưa hai tay lên để cào cấu, đu lấy chiếc dây như một bản năng. Nhưng do mấy ngày qua rượu chè nên bây giờ sức lực đã không còn để tự cứu lấy bản thân được nữa. Chỉ độ một phút sau, thân thể của Tú dường như đã bắt đầu kiệt sức. Lúc lâu thì chỉ dãy lên một cái như để báo hiệu rằng cái chết đã không còn quá xa nữa. Đôi mắt của Tú nhắm dần, hai tay thì buông thõng xuống, tất cả mọi thứ đen kịt lại. Giây phút đó, những kỷ niệm của hai người lần lượt đổ ập về trong tiềm thức sâu xa của Tú. Kế đó, một tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng lại gấp gáp vang lên. Anh bị ngốc à? Sao lại nghĩ dại dột như vậy? Rồi bỗng đột nhiên, sợi di thừng tuột ra khiến thân thể của Tú rơi xuống sàn nhà. Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Đôi mắt của Tú đã nhắm trọn từ bao giờ. Cơ thể không hề nhúc nhích cựa quậy sau cú ngã đó Giọng nói bàn nãy đã lại cất lên Anh Tú Anh Tú Anh mau dậy đi anh Anh không thể chết được Anh phải mạnh mẽ lên Em không thể về bên anh được nữa Em đã bị người ta hại chết rồi Vậy nên Vậy nên anh đừng trông chờ vào em nữa Tiếng nói ấy cứ văng vẳng như một thứ thuốc thần kỳ Kéo Tú từ cõi chết trở về anh từ từ mở đôi mắt ra phút chốc nhận ra tiếng gọi ban nãy chính là giọng nói của ngân anh đã vội vã ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh rồi gọi lớn ngân ngân là, là em phải không em mau ra đây đi đừng trốn anh nữa anh biết là em mà vừa gọi tú vừa gượng đứng dậy tìm khắp căn phòng một lần nữa cho đến khi không thấy ngân đâu anh mới tin rằng đó chỉ là oan hồn của ngân đã hiện về báo mộng cho anh nhưng chưa kịp hỏi gì thì ngân đã biến đi mất rồi tú lại ngồi đó rồi khóc lóc giờ đây anh không còn suy nghĩ về cái chết nữa bởi anh biết rằng ngân đã không hề muốn nhìn thấy anh như vậy nguyện vọng của cô ta nhìn thấy anh sống tốt dù cho mãi mãi không còn cô ở bên cạnh nữa thời gian sau tú cũng đã dần dần trở lại hòa nhập với cuộc sống như trước kia mặc dù anh không còn cười đùa như trước nhưng anh cũng không còn nghĩ đến cái chuyện tiêu cực nữa. Anh bắt đầu quay lại xưởng gỗ để tiếp tục những tháng ngày tiếp theo của mình. Vào một ngày, khi Hùng đang nghỉ ngơi sau bữa cơm tối thì nhận được một cuộc điện thoại. Thì ra đó là đám bạn của Hùng gọi để rủ hắn đi giải ngố, bởi từ cái ngày khiến ngân chết, cả đám của Hùng chưa tụ tập lại. Những tưởng Hùng sẽ đồng ý ngay. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại tìm cớ Rồi ở nhà mà không đi cùng với đám bạn Thấy Hùng từ chối Cả đám đó có vẻ không vui Nhưng vì đã lâu không có chơi bời gì Nên sau đó chẳng có ai để ý đến Hùng nữa Mà kéo nhau đi Cũng như những lần trước Cả đám tìm đến khu phố quen thuộc gọi gái Sau khi chơi bời thỏa thích Cả đám lại kéo nhau lên cây cầu vượt gần đó Để mà hút thuốc và hóng mát Đang vui vẻ thì có một tên hét lên Vinh Mày làm cái quái gì sau lưng của tao vậy chứ Tên Vinh đứng đằng sau Miệng thì đang ngập điếu thuốc Cũng đã bỗng chố mắt lên Tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói Ờ tao có làm gì đâu Khác hẳn với những gì mà cả đám đang nghĩ là đang trêu đùa nhau Thì tên này đã lại nổi đoá lên Mày còn chối gì nữa Rõ ràng tao vừa nhìn thấy mày Đánh vào lưng tao vừa rồi còn gì Tên Vinh càng lúc thì lại càng thấy lạ Hắn đưa mắt nhìn mấy tên kia Rồi nhún vai ừ, Cái thằng này mày bị điên à tao đã nói không phải rồi cơ mà nghe giọng của vinh thì có vẻ căng thẳng tên kia cũng không có nói gì thêm nhưng có vẻ hắn như vẫn chưa khỏi thắc mắc về cái chuyện ban nãy rõ ràng vừa nãy hắn thấy có một bóng người đứng ngay phía sau rồi dùng tay đẩy hắn như muốn hắn ngã xuống dưới sông vậy còn đám kia thì lại phá lên cười ngay sau đó khiến cho hắn lại càng cảm thấy khó chịu hơn hắn tiến lại sát tựa người vào thành cầu nhìn xuống cái dòng nước đang như muốn bình tĩnh lại Nhưng chẳng hiểu vì sao Hắn lại tiếp tục hét lên Ờ cái, 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 cái đéo gì ở ở dưới đó vậy Vừa nói hắn vừa lùi lại Tay thì chỉ xuống dưới dòng nước Đám còn lại thì lao lên cùng nhìn Một lúc sau thì Vinh đã lại thốt lên Điên này Có cái gì đâu Hôm nay mày bị ngáo à tai Đừng có nói với tao Là mày vẫn còn đang phê thuốc đấy nha Cả đám gật đầu nhau nhau theo Tên tài thấy lạ thì liền bước lại Quả thực là trước mắt cả đám người bây giờ Không có còn ai ngoài cái dòng nước Vẫn cứ đang êm ả à, lập lờ Ở dưới ánh trăng Hắn ngớ người ra Chẳng biết nói như thế nào cho phải lẽ Cũng chẳng biết làm thế nào Để đám của Vinh ngừng chê cười Đoạn hắn quay sang định bụng bỏ về Thì bất chợt nhìn thấy Một cái bóng đứng ở phía chân cầu Đang từ từ bước tới Hắn cứ dương mắt nhìn mà chẳng nói gì với đám kia vì lần này hắn lại sợ rằng sẽ giống như lần trước thế nhưng cái bóng kia càng lúc thì lại càng hiện rõ ràng lại lại càng gần hơn khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện đó là một cô gái dáng người thì rất khiêu gợi vừa nhìn hắn đã ưa ngay và thôi cái ý định bỏ về nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy cô gái này có gì đó rất là lạ cô ta không hề bước đi nữa mà cứ lơ lửng ở trên mặt đường sợ nhìn nhầm hắn đứng nán lại Nhao mắt nhìn thì lúc này mới nhận ra mình phát hiện là cô gái đó rất là quen thuộc phải không phải là ai khác mà chính là ngân hắn sợ hãi quay đầu bỏ chạy về phía đám bạn vừa chạy vừa hét lớn Ch chạy đi chạy đi nó kìa nó phải báo thù kìa cả đám kia đứng ở trước nghe rõ một một từng lời của tên tài vừa nói nhưng vẫn chưa hiểu ra có chuyện gì, cứ tưởng hắn đã bị úp sọt liền chạy tới chỗ của hắn. Được mấy bước thì không còn thấy hắn đâu nữa, cả đám đứng khựng lại, một tên trong đám thì đã ngập ngừng. Thôi bỏ mẹ, nó nhảy xuống cầu rồi, nó nhảy xuống cầu rồi, mau vớt nó lên đi. Nhưng cả đám chẳng ai dám nhảy xuống để mà cứu gã tài lên, bởi cây cầu khá cao, mực nước rất lớn. Chúng đứng nhìn tị nạnh nhau tới mức không có còn thấy gã tài, vùng vẫy mới biết rằng, tất cả mọi thứ cũng đã quá muộn cả đám kéo nhau chạy xuống chân cầu và hy vọng rằng gã tài có thể bơi vào được đợi không được cả đám chia nhau đi dọc theo bờ sông để tìm nhưng mãi vẫn chẳng thấy gã đâu cả khi tất cả đều đã tuyệt vọng và chán trường định bỏ về thì một tên trong đó đã lại kêu lên kìa đó đó kìa có có phải là là nó hay không cả đám đưa mắt nhìn về hướng tên kia chỉ, thì chỉ thấy có một thứ gì đó nằm nhấp nhô ở trên mặt bờ. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tên Vinh ra vẻ gan lì hơn bước tới trước. Tới gần, hắn nhau mắt nhìn một lượt rồi lại hô lên. Thôi xong rồi, đúng là nó rồi. Rồi hắn cúi xuống túm lấy áo của gã tài rồi kéo mạnh, vừa kéo vừa nói. Tới phụ ta coi. Mấy đứa còn lại đã vội vã bước tới phụ tên vinh kéo gã tài lên trên bờ ai nấy cũng đều run rẩy khi sờ vào thân thể lạnh ngắt của gã tài nhìn bộ dạng của hắn thì ai cũng biết trước cái kết quả rồi nhưng chẳng dám tin đó là sự thật mọi chuyện diễn ra quá nhanh chẳng ai kịp làm gì cho tới khi tìm thấy gã đã chết trước nay gã ở một mình chỉ có đám hùng và vinh là thân thiết nên gã đã chết đi cũng chẳng còn có ai thương tiếc tang lễ cũng diễn ra một cách chóng vánh và im ắng dưới sự dẫn dắt của hùng sau khi mọi việc đã đâu vào đó cả đám kéo về nhà của vinh để mà giải tỏa trông ai nấy cũng buồn rầu rũ rượi bởi đám chúng đã mất đi một chiến hữu trong căn phòng không khí càng lúc càng ngột ngạt vì chẳng có ai nói với ai lời nào thấy vậy thì hùng cất giọng tại sao lại ra nông nỗi này sao không ai nói gì hết vậy tên vinh vẻ mặt buồn bã rồi đáp bọn tao cũng không rõ nữa chỉ biết là tối ngày hôm qua nó lạ lắm cứ luôn miệng nói là có ai đó đang cố ý chơi nó nhưng mà bọn tao ở bên cạnh thì có thấy gì đâu hình như nó có giận bọn tao đã không tin nó nên nó quay đầu bỏ về đi được một lúc thì thấy nó chạy lại rồi hô hoán như bị ai đó đuổi rồi đánh đùng nó nhảy xuống sông sau khi bọn tao tìm được nó thì nó đã chết rồi chẳng ai kịp làm gì hết mà cũng do nó thôi phía bọn tao không chạy quỷ tha ma bắt chứ tự dưng lại nhảy xuống sông nó có biết bơi đâu tên hùng thở dài đúng là sống chết có số chẳng có ai ngờ được mà bọn mày nên chơi bời ít lại đi không khéo thằng tài chết do chơi đồ trước cũng nên đấy đợt này tao cũng đang phanh kẹt lại ông già đang bắt tao phải học để nối nghề mà tự bây cũng biết rồi đó còn gì nhà tao chỉ có mỗi một mình tao nên tao không có làm khác được đợi lúc nào tao đủ sức lấy được gia tài của ông ấy rồi thì anh em mình cùng chơi bời cũng không có muộn nghe thấy hùng nói như vậy chẳng có ai thèm nói gì thêm sau ngày hôm đó mọi thứ đã lại trở về bình thường hùng bắt đầu chuyên tâm hơn về việc học nghề bởi hắn đã ý thức được nếu không có cố gắng thì có thể cha của hắn sẽ không để lại cho hắn một thứ gì trước khi ra đi một hôm khi hắn đang một mình ở xưởng gỗ thì có một con chó trong nhà kho của hắn bỗng sủa lên không ngừng ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng con chó nhìn thấy con chuột hay một con gì đó nên mới sủa ầm lên như vậy nhưng mãi tận lúc sau con chó vẫn cứ không ngừng sủa mà có vẻ sủa lớn hơn những cái lần trước lấy làm lạ hắn dừng tay bước vào kho để mà xem xét nhưng kỳ lạ thay vừa vào tới nơi thì con chó liền ngưng sủa nó nhìn về phía của hùng rồi hai chân cào mạnh xuống nền nhà Trước nay Hùng ít khi để ý đến con chó Nên bây giờ thấy vậy thì hắn cũng chẳng biết con chó đang định làm gì Hắn đứng nán lại một lúc rồi lẩm bẩm Tiền sư con chó điên này Mày bị làm sao vậy chứ Nói xong Hắn quay lưng bước đi Vừa được mấy bước thì con chó lại sủa ầm lên dữ dội hơn cả ban nãy Phút tức giận Hắn vùng vằng quay lại Thì lần này thấy con chó cứ đứng nhìn về một góc tường Mà sủa giống như có ai đó đang đứng ở đó vậy nhưng mặc kệ con chó có làm gì Hắn lao tới tung chân đá một cú thật mạnh Vào người của con chó rồi chửi Mày có bị gì không vậy Ăn no rồi dừng mỡ Không có việc gì làm phải không Con chó kêu lên ăn ảng mấy tiếng Rồi lùi về góc nhà nhưng vẫn nhìn về phía của Hùng Kêu lên ư ử Như muốn cảnh báo Hùng chuyện gì đó Còn Hùng thì khác Hắn chẳng để tâm đến những chuyện này Chỉ đưa mắt nhìn về góc nhà Nơi con chó vừa nhìn đến sau khi thấy mọi việc đều bình thường, hắn liền bỏ đi. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi cơm nước đã xong xuôi, hắn đang ngồi vắt chân ở trên ghế thì mẹ hắn kêu hắn mang cơm xuống xưởng cho con chó, hắn cau mày khó hiểu, bởi chuyện này từ trước tới giờ mẹ hắn luôn làm chuyện này, không hiểu vì sao ngày hôm nay lại bắt hắn đi cái chứ. Nhưng rồi hắn cũng không có làm trái được, đành tức tối mang cơm cho con chó. Tới nơi, vừa mở cánh cửa ra một cảnh tượng kinh hoàng đã đập thẳng vào mắt khiến cho bát cơm ở trên tay của hắn rơi xuống lúc nào mà không hay hắn sợ hãi lùi lại nhìn chằm chằm về phía con chó đang nằm thượt dài trên vũng máu thì ra con chó đã bị giết chết thân thể bị xé toạc ra không có còn được nguyên vẹn đứng thần trước người một lúc vẫn chưa hiểu được lý do vì sao mà con chó lại thành ra như vậy bỗng bên ngoài có tiếng bước chân tiếng bước chân chậm rãi như là đang thăm dò đoán ra trộm hắn liền ngồi xuống thu mình lại sau cánh cửa của căn nhà kho để xem có chuyện gì mấy phút đồng hồ trôi qua hắn nín thở chờ đợi trong cái sự sợ hãi bởi tiếng bước chân giờ đây cũng đã không còn mà thay vào đó là những tiếng sột soạt như có ai đó đang lục lọi ở bên ngoài đột nhiên một tiếng xoảng đã vang lên ngay phía sau lưng của hắn giật mình hắn quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc hộp đựng đồ nghề để trên chiếc giá tự động rơi xuống một cách khó hiểu. Chẳng còn đầu óc để nghĩ ngợi gì nữa, hắn bật dậy lao ra bên ngoài liều một phen. Ai ngờ gần ra tới nơi thì bỗng nhiên tất cả các bóng đèn trong xưởng đều tắt một cách kỳ lạ, khiến cho hắn chẳng thể nào dừng lại kịp thời. Và ngay vào cái cột, ngã sóng xoài ra đất, cú va khiến hắn choáng váng. Vừa ngóc đầu lên thì lại tiếp tục gục xuống, đôi mắt của hắn từ từ khép lại. Trong cái cơn mê man Bóng của một cô gái mờ mờ ảo ảo Đứng trước mặt của hắn rồi cười Càng lúc bóng dáng ấy lại càng rõ hơn Có vẻ hắn chẳng mấy quan tâm vì quá đau Cho tới khi hắn nhận ra rằng Cô gái đứng trước mặt hắn chính là Ngân Thì đã quá muộn Một thân thể trắng toát Một cặp mắt sắc lạnh Như muốn ăn tươi nuốt sống hùng Hắn định vùng lên bỏ chạy Nhưng chẳng hiểu sao Cơ thể của hắn lúc đó mềm nhũn ra Như không hề có sức sống Ngân cười lên gai người khi nhìn thấy hùng như vậy, rồi từ từ cô đưa hai tay ra mà nói. "Lũ khốn nạn chúng mày, tao sẽ khiến chúng mày sống không có bằng chết, rồi cuối cùng tao sẽ giết từng đứa một." <laughs> hùng gào rách cả họng nhưng chẳng thấy ai đến cứu, cứ thế đôi tay của Ngân túm lấy thân thể của hắn, nhưng móng tay sắc nhọn của Ngân đâm sực vào thân thể của hắn sâu tận xương tủy, hắn đau đớn tột cùng hét lên trong tiếng cười giận người của Ngân. Hùng, Hùng, dậy đi, sao mày lại nằm ở đây? Dậy đi nào. Hùng từ từ mở mắt, lúc này hắn mới nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng hắn vẫn không quên được sờ vào chỗ ban nãy bị Ngân bóp. khi thấy cơ thể vẫn còn lành lặn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hùng nhìn ra cha của hắn rồi hỏi: Sao, sao con lại ở đây chứ? ông lăng nhún vai cái này thì tao phải hỏi mày mới đúng chứ nãy sai mày đưa cơm xuống cho con chó mà thấy lâu quá nên tao qua đây xem ai ngờ qua đây thì thấy mày nằm bất động ở cửa thế rốt cuộc là có chuyện gì nói tao nghe xem nào hùng gãi đầu ra điều trầm ngâm một lúc sau thì khuôn mặt của hắn bỗng tái đi thấy vậy thì ông lăng gằn giọng rồi nói tiếp thế có chuyện gì nói nhanh lên xem nào hùng tỏ ra sợ hãi chỉ tay về phía căn nhà kho rồi ấp úng nói, con còn không biết nữa, con con chó, con chó nhà mình ch ch chết rồi. Sao? mày nói gì cơ? ông lăng giật mình khi nghe hùng nói như vậy, ông ta như không tin vào lời của đứa con trai vội vã đã bước vào trong căn nhà kho. Tới nơi, ông ta ngã ngửa phát hiện ra sự thực đúng như lời của đứa con trai đã nói, gã lật đật chạy ra tìm hùng, thấy hùng vẫn còn đang nằm vật ở đống đất, ông gấp gáp nói đã xảy ra chuyện gì vậy Nói tao nghe xem nào Hùng gãi đầu gãi tai rồi đáp Con con cũng không rõ nữa Lúc tới đây con thấy nó đã chết rồi Bạn nãy con nhìn thì thấy có một bóng người bên ngoài Con nghi rằng đó là bọn trộm Chúng không muốn bị phát hiện nên đã giết chết con chó Ông Lăng vẻ mặt tức tối Khốn khiếp Thế mày có nhìn rõ chúng nó hay không Hùng lắc đầu Con, con không Lúc đó sợ quá nên con không biết phải làm gì con tính chạy ra bên ngoài để hô hoán cho mọi người đến Thì lúc chạy tới đây Điện bất ngờ bị tắt Khiến con va phải cái cột này Bất tỉnh cho đến bây giờ đấy Ông Lăng nghe xong thì tiến đến ngồi xuống kế bên Hùng rồi nói Thế mày có sao không? Để tao xem nào Mỗi chỗ này thôi chứ gì Thôi được rồi Người không sao là tốt rồi Đoạn ông Lăng đứng lên Bật hết tất cả các công tắc điện trong xưởng Rồi bước vào một vòng xem thử xem có mất mắt cái gì hay không nhưng kỳ lạ thay tất cả mọi thứ đều bình thường kể cả vị trí mọi thứ cũng không hề bị xây dịch một chút nào chỉ có việc con chó bị giết chết khiến cho ông lăng cảm thấy rất khó hiểu ông lăng bắt đầu ngồi xuống ngẫm nghĩ và cho rằng đây không giống như một vụ ăn trộm mà giống như là một vụ dằn mặt hơn bởi ai cũng biết ở cái xưởng này chẳng có gì quý giá mấy chỉ toàn là máy móc nếu muốn lấy cũng rất khó thế nhưng ông lăng mộc là một người sống khá tình cảm nên rất được lòng người ở đây cũng như nhân công ở trong xưởng đoạn nghĩ ngợi ông lăng nhìn về phía của hùng vẻ nghi ngờ rồi nói hùng có phải mày đã gây ra chuyện gì rồi nên người ta mới tìm tới mày trả thù hay không chứ hùng lắc đầu không một chút suy nghĩ ờ, không con, con có làm gì đâu sao cha lại nghĩ như vậy chứ ông lăng thở dài mày thì tao quá rõ mà sao không hỏi thế được chứ nhưng mà nếu mày đã không nói không phải thì thôi mau mau vào dọn xác của con chó đi tao đi loanh quanh đây xem có còn điều gì bất thường nữa hay không hùng mặc dù vẫn còn thấy sợ nhưng không thể làm khác được hắn đành lững thững bước vào dọn dẹp lại các thứ xong xuôi mới quay về nhà vừa về tới nhà thì hắn lao ngay vào bên trong phòng mà chẳng nói chẳng rằng mẹ của hắn thấy lạ thì liền đi theo hỏi chuyện nhưng đáp lại hắn chỉ tỏ ra tức tối rồi đẩy bà mỹ ra khỏi và đóng sập cửa lại. Ngồi trong căn phòng một mình, hắn bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện vừa đã xảy ra, từ những hành động kỳ lạ của con chó lúc chiều cho tới cái lúc hắn bắt gặp Ngân trong cơn bất tỉnh. Tất cả những câu chuyện đó khiến cho hắn lo sợ rằng đó là một điểm báo, điểm báo của việc quan hồn của Ngân đang tìm về hắn. Đang miên man trong cái dòng suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài nổi cơn gió lớn, bóng điện phòng hắn nhấp nháy một cách liên tục. Nỗi sợ trong người của hắn bỗng dâng lên Đã vậy hai cánh cửa sổ bị gió lùa va vào nhau Rồi dầm dầm như là muốn rơi khỏi trước bản lề Khiến cho hắn càng lúc càng sợ hãi hơn Hắn ngồi thu mình về một góc giường Nhưng cơn gió mãi chẳng hề dứt Khiến cho cánh cửa không ngừng đập vào nhau Khiến cho hắn không thể ngồi yên được Hắn dùng hết phần can đảm còn lại Chậm rãi bước tới cánh cửa sổ để đóng chúng lại Qua khung cửa sổ Dưới chút ánh sáng mờ nhạt của bầu trời đêm hắn lại vô tình nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ thoát ẩn thoát hiện như chưa tin vào chính đôi mắt hắn nán lại rồi cố gắng tìm thêm một chút thì bất ngờ có hai con mắt đỏ rực xuyên qua màn đêm hướng đến chỗ hắn đang đứng hùng giật mình lùi lại run rẩy chưa biết làm gì thì hắn lại phát hiện ra cái bóng đó đang cùng lúc tiến lại gần về phía khung cửa sổ để tìm kiếm hắn hòa lẫn trong tiếng gió hắn nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ lúc được lúc không rồi bất ngờ cánh cửa sổ đóng sầm lại hắn điếng người rồi hét lên ngay sau đó giọng nói của một người phụ nữ đã vang lên hôm hôm con sao vậy mẹ mẹ đây mà thì ra giọng nói quen thuộc đó chính là của bà mỹ mẹ của hắn phút chốc nghe giọng nói đó tất cả mọi thứ xung quanh bỗng trở nên bình thường hắn đưa mắt nhìn xung quanh giọng nói của mẹ hắn vẫn còn ở đó nhưng người thì vẫn chưa có thấy đâu Sau khi định thần lại Hắn mới phát hiện ra giọng nói đó Ngay ở sau cánh cửa sổ Dẫu biết đó là giọng của mẹ hắn Nhưng những gì hắn vừa nhìn thấy Thì đều khiến cho hắn trùn bước Không có dám bước tới cánh cửa Mãi đến lúc sau Khi giọng nói trầm ấm đó lại cất lên thúc giục nữa Thì hắn mới e dè bước tới Mở cánh cửa ra Cái lúc nhìn thấy bà Mỹ Hắn nô người qua khung cửa sổ ôm chầm lấy bà với vẻ rất sợ hãi bà mỹ rất bất ngờ bởi đã từ lâu rồi mới thấy hắn như vậy đoán rằng hắn đã gặp phải chuyện gì đó nên bà mỹ đã liền vỗ về hắn rồi khẽ cười còn làm sao vậy hôm nay nhìn con lạ lắm có phải con đã gặp chuyện gì rồi không hùng chẳng nói gì cứ ôm chặt lấy mẹ của hắn như vậy khiến cho bà mỹ phải gỡ vòng tay của hắn ra đoạn bà vẫn nhẹ giọng nói nói mẹ nghe xem nào sao bà nãy nhìn thấy mẹ mà lại đóng cửa mạnh như vậy chứ Hùng ngẩng đầu lên vẻ ngơ ngác. Ờ, con, con đâu có đóng cửa. Là gió thổi, khiến nó va vào nhau mà. Bà Mỹ nhau mày đáp. Gió? Gió nào? Nãy giờ mẹ ở ngoài này có thấy gió đâu. Còn lẫn đi đâu vậy chứ? Hùng gãi đầu khó hiểu. Bởi con gió ban nãy rất lớn. Không lý nào, mẹ hắn lại không cảm nhận được. Lại còn chuyện mẹ hắn đứng ở ngoài cửa sổ, khiến cho hắn càng lúc càng dối hơn đoạn nghĩ ngợi hắn nói bà nãy có cơn gió lớn thật mẹ nhưng nhưng mà nãy giờ mẹ đứng bên ở bên ngoài bên ngoài này hay sao bà mỹ gật đầu rồi đưa bàn tay lên chỉ cho hùng xem nắm rau ở trên tay rồi nói ờ à, cha mày hôm nay giờ trứng vừa cơm nước xong xuôi lại muốn ăn mì nên dặn dò mẹ ra ngoài vườn hái ít rau mà lúc đó nhìn qua cửa sổ thấy con cứ ngồi lì ở một góc giường chẳng nhúc nhích động đậy Cho nên mẹ mới tò mò mà hỏi Chưa kịp hỏi thì con đã chạy tới đóng cánh cửa lại rồi Hôm nay có chuyện gì giấu mẹ có phải không? Hùng nghe nói xong thì chỉ biết lặng người Bởi ban nãy hắn không có hề đụng tới cánh cửa sổ Mà nó đã tự động đóng lại Còn chưa kể hắn còn nhìn thấy có một người phụ nữ khác ở bên ngoài nữa Quá nghi ngờ về mọi thứ đang diễn ra Hắn đưa tay lên tát mạnh vào má Để xem thử có phải là mơ hay không vừa tát xong thì bà mỹ đã hốt hoảng cất giọng còn làm cái gì vậy sao tự nhiên lại tát mình như thế chứ mọi thứ vẫn không hề thay đổi hắn cảm nhận được cái tát đau ở cú tát đó biết là căn phòng này có vấn đề nhưng sợ mẹ hắn nghi ngờ nên hắn vẫn tỏ ra như không rồi đáp à không có gì đâu mà mẹ vào nhà đi để con còn đóng cửa lại nữa bà mỹ lắc đầu khó hiểu trước những cái hành động kỳ lạ của hùng rồi quay lưng bước về hướng khác còn hùng hắn vì sợ hãi nên không còn dám nghĩ nữa vội tắt điện rồi leo lên trên giường đi ngủ ngay sau đó ngày hôm sau hắn thức dậy với một tinh thần uể oải âu cũng là do đêm qua hắn không tài nào ngủ ngon khi mà phải vật lộn với những chuyện kỳ lạ đó hắn nán lại lên trên giường rồi quen giấc ngủ và không nghĩ đến chuyện đêm qua nữa thời gian trôi qua nhanh chóng Bên ngoài tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói đã vang lên. Giờ này vẫn còn chưa dậy hả Hùng? Mau dậy sửa soạn đi. Hôm nay ở xưởng khá nhiều việc đấy. Hùng thở dài đầy mệt mỏi. Hắn khó chịu đáp. Đây rồi, con ra bây giờ đây. Sau khi rửa giấy xong xuôi, hắn bước vào bếp thì thấy trên bàn có đậy mấy đĩa thức ăn mà mẹ hắn đã để dành. Đã lâu rồi hắn không thấy mẹ hắn chu đáo như vậy. Hôm nay có vẻ rất bận rộn nên mẹ hắn mới tiết kiệm thời gian bằng cách này. Hắn vội dùng cơm rồi đi xuống xưởng gỗ. Quả thật là hôm nay có rất nhiều việc phải làm. Bao nhiêu thứ từ vật liệu cho đến máy móc được bày ra giữa nền khiến cho hắn chưa làm mà đã mệt rũ cả người rồi. Đang loay hoay chưa biết bắt đầu làm gì thì giọng của cha hắn đã vang lên. Thằng Hùng, qua đây xem nào. Hắn lững thững bước tới, nhìn cha của hắn cùng một người đàn ông khác đang tiện gỗ cha hắn nói Mày tới đây phụ chú Linh Để tao xem xem Xe hàng đã đến chưa Không thì lại mất công người ta chở đấy Hùng vẻ gượng gạo gật đầu Rồi theo lời cha của hắn Phụ người đàn ông tiện gỗ kia Mặc dù đang làm việc Nhưng đầu óc của hắn thì cứ bay bổng đi đâu vậy Không hề tập trung được Hắn cứ nhìn bên này Rồi lại liếc bên kia Đoạn hắn kinh ngạc thấy một cô gái Điều mà từ trước tới nay Chưa hề xảy ra ở cái xưởng gỗ này Cô gái đó đang cặm cụi làm việc gì đó Có vẻ là thay cha của hắn kiểm kê số gỗ về trong ngày hôm nay Mặc dù thứ mặt mũi người ngợm của cô gái đó ra làm sao Nhưng không thể nhìn được Nhưng trong lòng của hắn cũng đã dạo rực cả lên rồi Hắn có vẻ có chút vui vẻ hơn liền hỏi người đàn ông ở bên cạnh Chú Linh Nay sở mình vừa tuyển thêm nhân công nữ à Người đàn ông chăm chú làm việc thêm Chỉ lắc đầu mà vẻ không quan tâm mấy đến cái lời của Hùng Càng lúc hắn càng tò mò hơn nên đã gặng hỏi lại kìa chú cháu đang hỏi mà xưởng mình có nhân công mới hay sao vậy chứ người đàn ông liền dừng máy rồi đáp cái thằng này không thấy chú đang làm dở tay hay sao chứ mà chú đã lắc đầu rồi còn gì nữa làm gì tuyển thêm ai đâu mày cứ hỏi không đâu vậy hùng nhăn nhúm mặt mày vội chỉ về căn nhà kho rồi nói đâu cháu có nói tào lao đâu thế cô gái ở trong kho kia là ai vậy chứ người đàn ông nhún vai đưa mắt nhìn về phía căn nhà kho nhìn một lúc rồi nói mày mắt mờ đấy à có ai ở đó đâu Cháu ờ, đâu dám nãy chú nhìn thấy có một cô gái ở trong đó thật mà người đàn ông liền bật cười rồi nói thôi 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 mày chỉ giỏi suy nghĩ thôi làm gì có ai ở đó mà thôi không có đùa nữa để yên cho chú làm chứ không tí cha mày vào lại chửi chú nữa thì chết đấy hùng lắc đầu khó hiểu hắn cứ nghĩ rằng những người đàn ông đang đùa cho nên chả nói gì vội đứng dậy bước tới căn nhà kho để tự xác minh quả nhiên sau khi tới đó hắn không còn thấy cô gái ban nãy đâu nữa càng không có chuyện cô gái đã ra ngoài bởi từ ban nãy tới giờ hắn chưa hề rời mắt khỏi cánh cửa nhà kho hắn cảm thấy hoang mang tột độ vội quay lại chỗ người đàn ông kia đang làm việc thấy hắn trở lại người đàn ông nói sao còn bày đặt lại đó để xem xét để lừa chú nữa à? có chuyện gì trong xưởng này mà chú không rõ cơ chứ hùng gượng gạo cười trừ mà chẳng nói gì thêm từ cái giây phút đó hắn bắt đầu thất thần như người mất hồn bao nhiêu hình ảnh về cô gái ban nãy không ngừng xuất hiện ở trong đầu của hắn còn hắn thì không tài nào giải thích được vì sao lại như vậy lúc này ông lăng từ bên ngoài bước vào thấy hắn có vẻ đăm chiêu ông gằn giọng mày làm cái gì mà từ sáng tới giờ cứ thấy mày cứ như người mất hồn vậy tao gọi mày xuống đây để phụ người ta làm chứ có phải xuống đây để chơi đâu chứ nói đoạn ông lăng đưa cho hùng một cái máy cắt rồi nói không làm được cái kia thì ít nhất cũng phải biết cái này chứ bây giờ mày chỉ cần cắt theo những cái đầu cái dấu kia mà chú linh đã đánh dấu sẵn là được còn chú linh thì cứ làm việc của chú đi rồi lâu lâu quay sang trông chừng nó giúp tôi như vậy là được chú linh gật đầu rồi tiếp tục công việc đang giang dở lúc sau thì khi quay lại nhìn thấy hùng thì vẫn còn chưa làm được gì vẫn còn đang loay hoay bởi cái máy cắt cái máy này hắn đã từng được ông Lăng chỉ qua rồi Mọi hôm vẫn còn làm tốt Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay Hắn lại có vẻ lúng túng như vậy Chú Linh lấy làm lạ liền nói Mày sao thế Cái máy này hôm trước Chú với cha đã chỉ cho mày rồi cơ mà Đây Nút này là công tắc Còn đây là cái nảy đảo chiều Quay về bên phải thì là cắt Còn ngược lại thì là nhả ra Bây giờ mày chỉ việc nhấn vào nút đỏ này rồi cắt thẳng theo mấy cái đường chú đã vẽ sẵn như vậy là được nào làm đi xem nào hùng run lẩy bẩy vội nhấn vào cái nút lên tiếng của chiếc máy khởi động làm hắn suýt đã không giữ chặt lại được hắn đưa chiếc máy xuống gần thanh gỗ nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt của hắn lại nhìn xung quanh như đang cảnh giác thứ gì đó chú linh đứng lên đợi mãi vẫn không thấy hùng cắt thanh gỗ mất kiên nhẫn chú định bụng đỡ tay của hắn để hắn thêm lần nữa nào ngờ hắn đột nhiên hét toáng lên rồi vung chiếc máy lên. Đừng! Chiếc máy vô tình đã cắt phải tay của chú Linh, khiến chú hét lên trong cái sự đau đớn. Còn Hùng thì ngã xuống dưới đất, vứt chiếc máy cắt ra một xó. Nghe thấy tiếng hét lớn, mấy người trong xưởng cùng ông Lăng đã chạy vào. Lúc này, họ nhìn thấy chú Linh đang nằm giữa nền nhà. Tay kia biết lấy tay này, nhưng vẫn không thể nào ngăn được dòng máu đang liên tục ứ ra từ vết cắt nãy. Ông Lăng hoảng hốt lao tới, vội đỡ lấy chú Linh, xem xét vết thương một lúc, ông nói. Đứa nào ra lấy xe đưa chú ấy đến trạm xá nhanh nhanh lên nào, vết thương khá là sâu, ở nhà không có làm được gì đâu, phải khâu thôi. Hùng như bừng tỉnh trong tình hình đó, hắn trồm dậy, phụ cha của hắn đưa chú Linh lên xe, rồi cùng cha hắn đưa chú Linh tới trạm xá. Sau khi được nhân viên y tế khâu vết thương và cho uống thuốc giảm đau, chú Linh mới dần dần hồi tỉnh. Lúc này, ông lăng mới cất giọng bà nãy có chuyện gì vậy chú làm tôi sợ gần chết đi được đấy chú linh chưa kịp nói gì thì hùng bước tới cắm cúi gằm mặt cái vẻ ăn năn rồi nói dạ chú linh ờ, cha con con xin lỗi tại con mà ra cả ông lăng tròn mắt nhìn hùng nhưng vẫn chưa rõ là chuyện gì còn chú linh chỉ cười rồi nói ờ thôi không sao đâu dù sao mọi chuyện cũng qua rồi Ông Lăng cắt lời nói ngay Tôi cứ tưởng chú tai nạn cơ Ai ngờ là do thằng Hùng làm à Thằng Hùng Mày nói với xem nào Vì sao lại xảy ra cơ sự này chứ Hùng cúi đầu Vẻ bối rối Khi hắn chưa biết Bắt đầu từ đâu Thì giọng cha của hắn lại gấp gáp cất lên thúc giục Cuối cùng hắn đành ấp úng nói Còn Con không biết phải nói như thế nào nữa Sáng nay Lúc ở xưởng Còn còn có nhìn thấy một cô gái Ở trong kho nhà mình ban đầu thì cứ tưởng là công nhân mới nhưng sau mới biết là không phải từ cái lúc đó đầu óc của con không có tài nào tập trung được còn cái lúc mà chú linh chỉ cho con cách dùng cái máy thì con hoàn toàn là không nghe thấy chú ý nói gì hết xung quanh chỉ nghe mỗi tiếng cười của một người phụ nữ cô ta cười giống như là đang khiêu khích con mà không thể nào hiểu nổi tiếng cười ấy từ đâu ra nữa sau đó khi mà con chuẩn bị cắt thanh gỗ thì cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng rồi hít mạnh Khiến chiếc máy va vào tay của chú Linh Chứ con hoàn toàn không biết gì hết Hùng vừa dứt lời Ông Lăng thì đã gằn giọng Ý mày nói là ma quỷ hay gì chứ Còn ai lạ gì mày nữa Suốt ngày chơi bời theo cái đám đâu đâu Giờ lú người hết cả rồi biết cái gì nữa Hay là mày hút cái mai thúy gì đó Tao nghe người ta nói rằng sử dụng cái đó Làm cho con người ta ảo tưởng ghê lắm đấy nha Hùng vội vã xua tay lắc đầu rồi đáp Con làm gì có Cha nghĩ xem xem mấy hôm nay con có ra khỏi nhà đâu Thực sự là con cảm thấy sưởng mình có vấn đề Cha và chú phải tin con Ông Lăng thầm người một lúc rồi ra vẻ suy nghĩ Thoáng sau thì ông nói Thôi mày đừng có nói vớ vẩn nữa Từ đời ông mày đến đời tao Cũng gần cả trăm năm Mà có ai bao giờ gặp những cái chuyện như mày kể đâu Nếu mày cảm thấy mệt quá Thì hôm nay tao cho mày nghỉ Chứ không có được bịa chuyện lung tung để trốn tránh trách nhiệm Tao là tao cực ghét những người như vậy lắm đấy nha hùng nghe xong chỉ biết cúi đầu cái dáng vẻ hống hách ngày thường của hắn không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó là cái vẻ ăn năn hối hận chú linh thấy vậy thì liền đỡ lời thôi anh lăng ạ à, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi đừng trách nữa mà tội nghiệp nó tôi thấy nó cũng không phải cố ý khiến cho tôi như vậy đâu tôi thấy cũng khá ổn rồi hay là bây giờ cha con anh xem sắp xếp về xưởng lo liệu mọi chuyện đi chứ ở đây đã có y tá rồi hai người không cần phải ở lại đây đâu Ông lẳng nghe thấy có lý, liền gật đầu ưng thuận, sau đó quay trở về xưởng. riêng Hùng cả ngày hôm đó hắn không còn tâm trí để làm chuyện khác nữa, lúc nào đầu óc cũng phải suy tư, lo lắng về những cái chuyện vừa xảy ra. Hắn lì lợm thì có thừa, nhưng từ nhỏ đến bây giờ, hắn chưa lúc nào lại trải qua những cái chuyện như vậy, những chuyện mà dù có mơ, hắn cũng không thể nghĩ tới. Ngày hôm đó, với hắn trôi qua thật là chậm rãi. Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng vò vập tới đầu của hắn khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung ra nhưng vì mấy cái ngày hôm nay khá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống chiếc giường hắn đã thiếp đi lúc nào mà không hay thôi chết rồi mau dậy đi hùng ơi xưởng gỗ nhà mình cháy rồi mau dập lửa đi con hơi nhánh lên đang yên giấc thì hắn đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ hắn trong cái cơn mơ màng hắn nghe rõ từng câu từng chữ mà mẹ hắn đã nói nên đã bừng tỉnh ngay sau đó. hắn loay hoay một lúc, vớ lấy chiếc áo ở đầu giường rồi ba chân bốn cẳng chạy tới sưởng gỗ. lúc tới nơi, hắn đã nhìn thấy nhiều người khác cùng bố mẹ hắn đang ra sức dập ngọn lửa đang lớn dần theo thời gian. vì xung quanh toàn là gỗ nên ngọn lửa đã bén rất nhanh, khiến cho hắn bối rối chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. đang đứng cố gắng quan sát thì đột nhiên hắn nghe thấy có một cô gái đang kêu cứu từ bên trong hắn như hoảng loạn, chẳng biết nên làm gì, bởi lẽ ngọn lửa đang cháy rất lớn. Tiếng hét của cô gái càng lúc càng yếu, khiến cho Hùng không còn kịp đủ tâm trí để mà nghĩ ngợi thêm nữa. Hắn băng qua ngọn lửa, theo tiếng cầu cứu thì phát hiện ra cô gái đó đang bị kẹt trong căn nhà kho. Hắn vội vã lao vào, tiếng hét vẫn còn vang vẳng ở đây, nhưng kỳ lạ thay, hắn không hề thấy bóng dáng của cô gái nào trong căn phòng này. Hắn như không tin vào chính đôi tai của mình nữa cứ đảo mắt nhìn xung quanh Nhưng kết quả là vẫn không có thấy ai ở đây Lúc này hắn mới ngộ ra rằng mọi chuyện không có ổn Phải chăng tất cả chỉ là ảo giác Mà hắn vẫn cứ tưởng tượng ra Và cái thứ ảo giác đó đang dồn hắn vào con đường chết Ngọn lửa càng lúc càng lớn Khiến cho sức nóng lớn dần theo Hắn gắng gượng chống lại cái nóng kinh hoàng đó Cởi chiếc áo da bịt lên trên miệng để tránh việc hít phải khói Đoạn hắn định bụng lao ra bên ngoài bằng con đường cũ thì lúc này đã quá muộn thanh gỗ nằm ngay trên cánh cửa đã bị thiêu cháy quá độ rơi xuống chắn ngang qua con đường thoát thân của hắn hắn điên cuồng dỡ ra nhưng chẳng hề hấn gì bởi thanh gỗ đã quá nặng và rất nóng may thay phía bên trong căn phòng chỉ còn có chiếc máy và những vật liệu khó bắt lửa nên tạm thời hắn chỉ bị ảnh hưởng bởi sức nóng bên ngoài ùa vào nhưng chừng ấy cũng đã đủ khiến hắn chịu không có nổi rồi hắn dần quỵ xuống vì quá nóng. Có lẽ chỉ độ 10 phút nữa thôi, hắn sẽ chết vì bị ngạt thở. Đôi mắt của hắn dần đóng lại, dường như hắn đã buông xuôi và chấp nhận đi cái chết. Trong cái thời khắc đó, bỗng vang lên một tiếng cười đến ghê rợn khiến cho hắn giật mình tỉnh giấc. Nụ cười đó còn khiến cho sợ hơn khi đối mặt với cái chết. Có lẽ hắn đã từng nghe qua cái nụ cười ma quái này. Hắn hoảng sợ đưa mắt nhìn xung quanh, thì nhìn thấy trước mắt không có ai khác chính là oan hồn của Ngân. Ngân cứ thoát ẩn, à, thoát hiện trong cái ngọn lửa đang bùng cháy ở phía trước. Cô dường đôi mắt sắc lạnh với một nét mặt hà hê khi thấy Hùng như vậy. Đoạn cô gào giọng Cuối cùng, cuối cùng thì mày cũng phải trả giá cho tội ác mày đã gây ra. Thế nhưng ta vẫn chưa cho phép mày được chết. Ta sẽ chơi đùa với mày, với mày nhiều hơn nữa. Đau đớn hơn nữa Đau đớn hơn cái cách mà chúng mày đã làm với tao Tao sẽ khiến cho chúng mày Từng đứa Từng đứa một Phải sống không bằng chết Bây giờ đây Hùng mới chắc chắn rằng Tất cả những chuyện quái dị mấy ngày qua Xảy đến với hắn đều là do Ngân đã gây ra Thế nhưng vẫn chẳng đáng sợ Bằng cái hình ảnh Hắn phải đối mặt với Ngân Hắn gượng dậy rồi khóc lóc Tôi xin cô tôi tôi xin cô hãy tha cho tôi 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 không muốn chết ngân gào thét lớn hơn dễ như thế sao hãy từ từ mà tận hưởng quãng đời còn lại ở địa ngục trần gian này đi <laughs> dứt lời ngân bay vụt tới thúc một cú khá mạnh khiến cho hùng bật ngửa ra rồi từ từ đưa bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn nắm lấy của quý của hùng cô trừng mắt lên rồi cười hai tiếng lúc búp vang lên liên tiếp của quý của hùng đã bị xé toạc ra hắn đau đớn tột cùng và hét lên rồi liệm đi ngay sau đó bên ngoài lúc này nhờ được mọi người giúp sức ngọn lửa cũng đã dần dần được kiểm soát khi nó đã không còn quá nguy hiểm bà mỹ mới thực sự nhớ tới hùng vừa mới đây thôi hắn còn đang loay hoay phía bên ngoài mà giờ đã không còn thấy đâu nữa bà mỹ linh tính được có chuyện gì chẳng lành vội nhờ mọi người chia nhau ra tìm hùng sau khi tìm tất cả Ở hết tất cả mọi ngõ ngách Mọi nơi ở bên ngoài Đều không có thấy hắn Ông Lăng bắt đầu mạo hiểm Chui vào bên trong xưởng tìm kiếm Mặc cho sự nguy hiểm có thể ập tới đến bất cứ lúc nào Khi bước tới căn nhà kho Ông Lăng sững người khi phát hiện Hùng đang nằm chơi trọi Bên trong căn phòng hoang đống đổ nát Ông Lăng băng không một chút nghĩ ngợi Lao vào đỡ lấy Hùng Rồi lay gọi Hùng! Hùng! Con làm sao vậy? mau tỉnh dậy đi sao lại nằm ở đây như thế này trong đầu của ông lăng bắt đầu nghĩ tới những cái chuyện chẳng lành nhưng khi phát hiện hùng vẫn còn thở thì ông mới thấy nhẹ nhõm hơn định bụng sốc hùng lên lưng đưa hắn ra bên ngoài thì lúc này ông mới hoảng hốt nhận ra phía dưới nền nhà có một vũng máu khá lớn và nó đã dì dì từ thân thể của hùng ông lăng cuống cuồng xem xét thì lúc này mới biết rằng cái của quý của hùng đã không còn nữa ông như chết lặng trong cái tình cảnh đó bên ngoài mọi người khá sốt ruột khi thấy ông lăng vào bên trong mãi mà không thấy ra đành chia nhau vào bên trong tìm kiếm lúc vào thì thấy ông lăng ngồi chết lặng bên hùng dù chưa biết rõ là chuyện gì nhưng biết chỗ này không thể ở lại lâu nên họ đã quyết định đưa cha con của ông lăng ra bên ngoài trước rồi tính tiếp sau khi an toàn ra bên ngoài thấy hùng khá nguy kịch nên ông lăng đã đưa hắn về thẳng bệnh viện từ hôm đó hắn nằm mê man bất tỉnh ở giường bệnh về phía bệnh viện họ vẫn không thể nào lý giải được chuyện hùng tại sao vẫn chưa tỉnh lại mặc cho sức khỏe của hắn đã bình thường rồi từ hôm hắn bị như vậy vợ chồng của ông lăng bà mỹ cũng chẳng tài nào ngủ ngon yên được bởi họ chỉ có hùng là đứa con duy nhất lợi như hắn có mệnh hệ gì thì họ cũng chẳng thiết sống nữa một hôm khi đang giờ nghỉ trưa bà mỹ đang ăn ở căng tin bệnh viện thì nhận được một cuộc điện thoại. Vừa nghe xong, nét mặt của bà đã rạng rỡ hẳn lên. Bà vội vã chạy ra bên ngoài, thì ra đó là cuộc điện thoại của y tá báo rằng Hùng đã tỉnh lại sau mấy ngày bất tỉnh. Bà Mỹ vui mừng không giữ nổi cảm xúc vui mừng. Vừa đi vừa gọi điện thoại báo tin cho ông Lăng, nhưng khi vừa bước tới căn phòng nơi Hùng đang nằm, bà chết lặng người khi nhìn thấy cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn. Phía bên trên chiếc giường hùng không mặc quần áo nhảy nhót như một con khỉ mặc cho cô y tá không ngừng khuyên ngăn cảnh tượng đó bà mỹ không kìm nổi những giọt nước mắt đau lòng vội tiến tới chỗ của hùng rồi nghẹn ngào hùng ơi còn còn làm sao vậy hả hùng sao con lại trở nên như thế này chứ gọi hùng mãi mà chẳng được bà mỹ quay sang nhìn cô y tá rồi nói cô ơi còn tôi nó bị làm sao vậy sao nó lại trở thành như vậy được chứ cô y tá bối rối nhìn bà mỹ một lúc rồi đáp bác cứ yên tâm con sẽ gọi đội bác sĩ tới ngay để dứt lời cô y tá bước ra khỏi phòng một lúc sau cô ấy lại quay lại cùng một vị bác sĩ khác vừa thấy bác sĩ bà mỹ đã vội nắm lấy bàn tay rồi khẩn khoản xin ông xin ông hãy cứu lấy con trai của tôi dù có phải làm cách gì hết bao nhiêu tôi cũng chịu chỉ cần nó khỏe lại là được ông bác sĩ gật đầu rồi từ tốn đáp bà cứ yên tâm Chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra pháp đồ điều trị cho cậu ta Ông ta yêu cầu bà Mỹ Cùng cô y tá giữ lấy Hùng Rồi bắt đầu xem xét tình hình của Hùng Sau khi thăm khám xong Ông bác sĩ liền lắc đầu rồi nói Xin chia buồn với gia đình bà Có lẽ là vụ tai nạn vừa qua là cú sốc quá lớn Đối với cậu ấy Hoặc có thể là do cậu ấy đã va phải đâu đó Khiến cho cậu ấy tạm thời không có được như bình thường Đây là một chuyện do sang chấn tâm lý Nghe xong thì bà Mỹ gào khóc lên Khiến cho vị bác sĩ kia cùng cô gái y tá chẳng thể nào kìm được cái cơn cảm xúc Đứng trước tình cảnh đó Vị bác sĩ đang chạy giọng chấn an Bà đừng quá đau lòng Tôi đoán rằng đây chỉ là di chứng khi vừa tỉnh dậy mà thôi Nhìn thể trạng của cậu ấy Thì tôi cũng nghĩ cậu ấy sẽ sớm bình thường trở lại được thôi Bà Mỹ cũng chẳng biết làm gì hơn Đành nghe theo lời của vị bác sĩ Kiên trì chạy chữa cho Hùng ngày qua ngày bệnh tình của hùng không những không đỡ mà còn có dấu hiệu nặng đi đêm nào hắn cũng ngồi trên giường bệnh lẩm bẩm một mình có những lúc đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy nhìn ra hướng cửa sổ rồi khóc lóc như cầu xin một đứa trẻ bà mỹ nhiều lần bắt gặp như thế nhưng cũng không rõ là chuyện gì bởi lẽ cứ nhằm lúc bà vào thì hùng lại không còn như thế nữa cho đến một hôm khi ông lăng đang thu xếp đồ đạc để đưa hùng lên tuyến trên để điều trị thì có một người đến tìm ông đó là vinh bạn thân của hùng từ lâu vốn không liên lạc mọi chuyện của hùng gã vinh đều nắm bắt rất rõ hắn biết rằng hùng lâm tới bước đường này chính là do ngân làm và càng rõ hơn sau khi hùng chết người tiếp theo chắc chắn sẽ là gã gã đem tất cả mọi chuyện mà đám gã cùng hùng đã gây ra kể lại cho ông lăng nghe và cầu xin ông Lăng đứng ra giải quyết chuyện này. Ông Lăng nghe xong thì chết lặng người, vì ông không tin nổi Hùng đã gây ra cái chuyện tày đình như vậy. Ban đầu thì ông rất tức giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hùng vẫn còn là đứa con duy nhất của ông bà Mỹ, nên ông chẳng thể nào ngó lơ được. Ngay trong ngày hôm đó, ông Lăng mời về một ông thầy cúng để xem xem có đúng như lời của Vinh đã nói hay không. Quả nhiên sau khi xem xét căn nhà, ông thầy nói rằng ở sườn gỗ có một oan hồn ma nữ đang hoành hành rất ghê gớm và cần phải thu phục ngay lập tức. Ông Lăng sau khi nghe xong thì chết lặng người, cúi đầu nhờ vả ông thầy ra tay giúp đỡ. Ông thầy gật đầu, đưa cho ông Lăng một tờ giấy có ghi tất cả những thứ cần thiết để thu phục oan hồn. Chiều ngày hôm đó, ông thầy quay lại, vừa tới ông đã bắt tay vào việc lập đàn để thu phục oan hồn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông quay lại nhìn ông Lăng rồi nói: Bây giờ mọi người hãy ra ngoài hết đi Một mình ta ở đây như vậy là được rồi Nếu như cần gì Thì ta sẽ gọi sau Theo lời Vợ chồng của ông Lăng bước ra bên ngoài rồi đóng cửa lại Ngồi bên ngoài đợi tin của ông thầy Thế nhưng từ cái lúc họ ra ngoài Thì không hề nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào phát ra từ bên trong Mọi thứ im lìm đến đáng sợ Mấy tiếng đồng hồ trôi qua chẳng thấy động tĩnh gì Cũng chẳng nghe thấy ông thầy gọi vào sự kiên nhẫn của cả hai đã vượt quá giới hạn. Lúc này, ông Lăng kéo tay bà Mỹ rồi đánh bạo mở cửa bước vào. Ai ngờ, vừa vào thì đã thấy ông thầy nằm bất động ngay giữa chiếc chiếu cũ. Ông Lăng hoảng hốt chạy tới, đỡ lấy ông thầy rồi gọi. Thầy, thầy ơi, thầy sao vậy? Thầy mau tỉnh dậy đi, thầy ơi. Sau mấy hồi đánh động, ông thầy cũng từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt, ông ta đã ngồi trồm dậy toan bỏ đi không có màng đến đồ nghề của mình nữa ông lăng thấy lạ liền chạy theo gấp gáp hỏi tình hình sao rồi thưa thầy ông thầy vội lắc đầu xua tay cả này tôi không giúp được đâu không giúp được đâu ông lăng nheo mày nhún vai nhìn bà mỹ rồi tiếp tục hỏi nhưng mà thầy phải nói rõ là vì sao chứ ông thầy đứng nán lại nhìn xung quanh sưởng gỗ rồi đáp oan hồn này thực sự quá mạnh ta đã hành thầy cúng suốt mấy chục năm nay nhưng mà chưa bao giờ gặp chuyện như vậy được rất có thể đứng sau oan hồn này còn có kẻ yểm bùa giật dây nữa ơi kỳ thực là ta không phải đối thủ của nó dứt lời ông thầy lặng lặng bước đi mặc cho vợ chồng của ông lăng bất lực đứng trông theo mà chẳng thể nói thêm được một lời nào oan hồn chưa được thu phục cứ thế mà hàng ngày hàng giờ vẫn cứ giày vò thân sắc của hùng hắn ngày một tàn tạ đi sống một cuộc sống đau đớn không có một chút yên bình ông lăng nhìn thấy hùng như vậy cũng đứng ngồi không yên chạy vạy khắp nơi tìm thầy bắt ma nhưng đều công cốc hết cách ông lăng đành tìm đến người bạn của hùng mà mấy hôm trước đã có đến tìm ông lần này theo như lời mách bảo của gã ông lăng mới biết cô gái mà hùng hại chết đó chính là người yêu cũ của tú nhân công xưởng gỗ nhà ông giờ đây ông mới ngộ ra rằng tất cả mọi điều đều có nguyên do của nó cái ngày mà cô gái kia chết cũng chính là ngày Tú đã bỏ làm và cái ngày mà con trai của ông đã bị điên thì Tú cũng đã biến mất không để lại một tin tức. Biết chuyện có liên quan tới Tú, sau nhiều ngày hỏi thăm, ông có đã tìm được phòng trọ của nơi mà Tú đang ở, nhưng khi tới thì thấy phòng trọ đóng cửa. Ông lắng bước tới, gõ cửa liên hồi rồi gọi: "Tú ơi, Tú, cậu có bên trong không vậy? Tôi, lăng mộc đây." Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời Ông Lăng ghé mắt qua khe cửa nhìn Đang loay hoay thì một bàn tay đặt lên vai của ông kế đó Một giọng nói cất lên Chú Lăng Chú làm gì ở đây vậy Ông Lăng giật bắn người Quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra đó chính là Tú Ông mừng rỡ luống cuống Nắm chặt lấy hai bàn tay của Tú Rồi khẩn quả nói Tôi tôi xin lỗi cậu Về về những cái chuyện đã xảy ra Là, là do tôi Do tôi đã dạy con trai không tốt bây giờ nó cũng đã phải trả giá rồi tôi tôi xin cậu hãy tha lỗi cho nó tôi xin cậu tôi chỉ có nó là con thôi tôi không thể mất nó được tú ra vẻ khó hiểu anh trao mày rồi đáp chú nói cái gì vậy tôi không có hiểu đoạn vừa nói tú vừa gỡ bàn tay của ông lăng ra ông lăng cúi gằm xuống ấp úng nói tiếp tôi biết hết mọi chuyện rồi thực lòng tôi rất xin lỗi cậu cậu hãy rủ lòng thương Ông Lăng chưa kịp dứt lời Thì Tú đã bước vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại Đó có lẽ cũng chính là câu trả lời của Tú Ông Lăng hiểu ra Chết lặng người trước cửa phòng của Tú Nhưng ông biết rằng Không còn cách nào ngoài cách thuyết phục Tú Có như vậy Con trai của ông mới mong được sống tiếp Đoàn ông bước tới Nói vọng qua cánh cửa Cậu Tú à Tôi biết chuyện này không thể nói Ra để bà cậu dễ dàng tha thứ được Tôi biết cậu đang rất tức giận, nhưng phận làm cha, tôi không thể dương mắt để mà nhìn con trai của mình như thế được. Tôi mong cậu, tôi mong cậu hãy suy nghĩ lại. Tôi sẽ quỳ ở ngoài này, đợi cho đến khi lúc nào cậu đổi ý thì thôi. Dứt lời, ông lăng quỳ xuống ngay trước cửa phòng của Tú để cầu mong sự tha thứ. Còn Tú, anh không hề mảy may bận tâm đến những lời nói đó, anh cũng chẳng đáp lại câu nào bỏ mặc ông Lăng quỳ gối ở bên ngoài Thời gian trôi qua nhanh chóng Thoát cái thì trời cũng đã đổi sang màu xám xịt Thế nhưng bên ngoài cửa phòng của Tú Ông Lăng vẫn cứ kiên trì quỳ gối Cả người thì ướt sũng mồ hôi vì nắng nóng Toàn thân thì run lên bẩn bật vì đã quỳ quá lâu Có lẽ chỉ độ 15-30 phút nữa thôi Ông ta sẽ lịm đi vì kiệt sức Căn phòng của Hùng vẫn tối om, im lìm Như không có ai ở bên trong thì đột nhiên sáng quắc lên Kế đó là tiếng lách cách mở khóa Hùng bước ra Đôi hai mắt lạnh lùng nhìn ông Lăng một lúc rồi nói Chú đứng dậy đi Con của chú sẽ không phải chết nữa Nhưng có thoát khỏi cảnh hiện tại hay không Thì còn phải trông vào phúc đức của hắn ta nữa Chú về đi Dứt lời Tú quay vào bên trong Ông Lăng cảm ơn Tú dối rít. Lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm mà quay trở về sau cái ngày hôm đó hùng không còn bị oan hồn của ngân hành hạ mỗi đêm nữa thế nhưng bệnh điên của hắn thì vẫn như vậy có lẽ đó là quả báo dành cho hắn sau những cái tội lỗi tay đình mà hắn đã tự mình gây ra còn những người từng liên quan đến cái chết của ngân cũng không thoát khỏi được cái sự trừng trị của pháp luật nghiêm minh Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện của tác giả Dũng Thái Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới Tại kênh truyện Ngọc Lập